Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Auto Script. Mời các bạn theo dõi chương 1 của tác phẩm Tôi Xúi Bà Nội Ly Hôn. Bà nội vừa mới qua đời, ông nội đã tổ chức một đám cưới linh đình để cưới lại người tình cũ quá chồng. Trong lúc bà nội mới hát hò nhảy múa, lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt nuông chiều như vậy của ông nội. Bà tôi đứng một bên vỗ tay khen ngợi, người đã khuất là chuyện quá khứ, người sống phải luôn nhìn về phía trước. Chỉ có tôi, mân mê di vật duy nhất của bà nội chiếc nhẫn vàng vừa nhỏ vừa biến dạng chìm vào nỗi tuyệt vọng sâu sắc, ông nội đã quên người bạn đời suốt đời vất vả của mình. Bà tôi cũng đã quên người mẹ cả đời yêu thương ông. Mở mắt ra, tôi đã quay lại năm tôi 23 tuổi, ông nội nằm trên ghế sofa chỉ trỏ bà nội, thục phân, bà đi mua cho tôi chai rượu, tôi nhìn bà nội còn sống sờ sờ, bất chợt nước mắt trào ra, tôi kéo tay bà bước ra cửa và hỏi, bà nội, đã bao giờ bà nghĩ đến chuyện ly hôn chưa? Một bà nội bị câu hỏi của tôi làm choáng váng cháu nói cái gì vậy bà đang sống yên ổn tại sao phải ly hôn thế hệ cũ là vậy có người cả đời vất vả rồi dần dần cũng quen bà hoàn toàn không biết rằng thực ra trong cuộc đời này người ta không cần phải sống khổ sở như vậy cháu nói thật mà tôi nhìn bà mặc dù cháu vừa mới tốt nghiệp nhưng cháu đã bắt đầu kinh doanh từ khi còn học đại học cháu có thể nuôi bà bà không nghe những lời tôi nói chỉ coi tôi là nói nhàm cháu bị cảm nắng hay sao vậy tôi lau nước mát rồi cười, vẫn còn kịp, còn 10 năm nữa mới đến ngày bà qua đời. Tôi muốn bà sống cho chính mình trong 10 năm còn lại này. Tôi hít một hơi thật sâu, "Bà nội, bà có biết người tên Trương Thúy Bình này không?" Hai bà nội tránh né câu hỏi của tôi, chỉ giả vờ không quen biết với ánh mắt ngượng ngùng. Tôi mỉm cười mà không vạch trần, "Đây có phải là thời trẻ của bà không?" Về đến nhà, tôi chỉ vào bức ảnh cũ hỏi bà nội, bức ảnh đã ngả vàng, lại do bảo quản không tốt nên nhiều chỗ bị rách nhưng bà nội hồi đó thật thuần khiết và xinh đẹp khóe miệng còn vương nụ cười sống cùng ông nội mấy chục năm thời gian không chỉ làm bạc mái tóc bà mà còn mài mòn đi góc cạnh của bà có lẽ bà đã lâu không cười một cách sảng khoái như vậy bà nội ly hôn đi rồi bà đi cùng cháu thế giới của bà nội chỉ có con cái và người bạn đời bà cứ quay cuồng với họ nhưng chẳng ai biết ơn bà thậm chí khi bà mất đi cũng không ai nhớ đến sự tốt đẹp của bà không bà đã bị quên lãng rất nhanh, kể cả người con trai bà yêu thương nhất. Cháu nói nhảm cái gì vậy? Đừng để ông nghe thấy, kẻo ông lại không vui. Tôi có lẽ đang tiến hành một kiểu thuyết phục tinh vi. Bà nội, bà mỗi ngày ngoài việc nhà là vườn rau và chuồng gà. Bà đã bao giờ ra khỏi thành phố này chưa? Ông nội luôn tìm cách đi chơi, nhưng lại nói bà phải cho gà ăn không đi được. Sau khi mẹ mất, bà luôn nói bà chăm sóc cháu, nhưng ông lại không biết lưng bà đau, tim bà không khỏe bây giờ cháu lớn rồi cháu có thể nuôi bà cháu đưa bà đi xem thế giới này được không bà có lẽ sự tẩy não của tôi đã tạo ra phản ứng hóa học gần đây bà nội thường ngừng làm việc giữa chừng để ngẩn người ông nội lại say bà nội rót nước bà đang ngẩn ngơ thục phân bà làm gì vậy tôi khát chết đi được nghe vậy tôi liền từ trong phòng bước ra ông nội chân ông vẫn khỏe mà ông không thấy bà nội đang nấu canh à sao ông không tự rót nước đi tôi thương bà nội mỗi lần như vậy đều giúp bà lên tiếng nhưng lần nào bà nội cũng sợ tôi và ông nội cãi nhau đều ra ngăn chúng tôi sao cháu lại nói với ông thế không lễ phép ông nội luôn khó chịu với tôi hơn cháu không nói sai ông ngày nào cũng sai bà nội hôn nhân là sự tương hỗ cháu chưa từng thấy ông giúp bà nội làm gì bà nội sống với ông lâu như vậy cháu thấy ông chưa từng thương bà tôi sao lại không thương bà ấy ông không làm được chỉ có thể to tiếng quát tôi từ nhỏ đến lớn ông là như vậy lúc nhỏ thì đánh tôi lớn lên không đánh được thì mắng tôi tôi chợt nghĩ ra một ý quéo còm các bác ghé nhà Xuân nếu được các bác đọc xong cho Xuân xin vài dòng còm review nhé à follow fanpage fb Xuân dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà Xuân nhé à chuyện chỉ đăng trên fanpage Xuân dịch truyện vào web mang vui lòng không react, lập tức làm theo a à, xin lỗi ông nội là cháu hiểu lầm ông rồi ông thương bà nội nhất mà cháu vừa thấy trên điện thoại ông đặt mua chiếc vòng vàng hơn 20.000 tệ chắc chắn là quà kỷ niệm ngày cưới cho bà nội rồi nhỉ. Cháu sẽ giúp ông ra ngoài nói với mọi người. Ông nội đối xử với bà nội rất tốt. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Auto Script. Mời các bạn theo dõi chương 2 của tác phẩm Tôi dúi bà nội ly hôn. Bốn chương Thúy Bình là mối tình đầu bạch nguyệt quang của ông nội. Từ nhỏ tôi đã biết ông nội rất gia trường. Ông quen thói chỉ huy bà nội. Mọi việc đều dựa vào bà. Nhưng tôi không biết rằng trong thế giới của ông nội, bà nội chưa bao giờ là bạn đời chọn đời, mà chỉ đơn thuần là một người giúp việc, bởi vì nhà Trương Thúy Bình khinh thường nhà ông nội nghèo. Hai người cuối cùng không đến được với nhau, người khác giới thiệu bà nội cho ông nội, bà nội cũng chưa từng yêu ai, trong thời kỳ mà hôn nhân sắp đặt rất phổ biến, bà nội thậm chí chưa gặp ông nội vài lần đã lấy ông. Lúc đầu ông nội nghèo, sau này cuộc sống ngày càng khá hơn, nhưng ngay cả như vậy, dường như chỉ có bà nội vẫn sống trong cảnh nghèo khổ bà nội cầm chiếc vòng vàng với vẻ không an tâm cháu à bà biết cháu muốn tốt cho bà nhưng chiếc vòng này là của ông nội quéo còm các bác ghé nhà xoăn nếu được các bác đọc xong cho xuân xin vài dòng còm review nhé ạ à, follow fanpage fb xoăn dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà xoăn nhé ạ à, chuyện chỉ đăng trên fanpage xoăn dịch chuyện vào web mang vui lòng không re-up. bà nội quả thật biết về trương thúy bình chỉ là bà giả tâm giả điếc cả đời bà nội hai người cùng tên trong giấy đăng ký kết hôn Tiền ông nội tiêu cũng là tiền của bà, bà nội vẫn còn do dự, quá đắt hay là mang đi trả lại, tôi chỉ có thể đổi cách thuyết phục, bà nội, nếu bà không lấy số tiền này, ông nội sẽ dùng nó cho mối tình đầu của ông ấy. Nói thật, số tiền này vốn có thể để lại cho ba, rồi ba để lại cho cháu, nếu cho tình đầu của ông, cháu sẽ mất nhiều tiền lắm đấy. Nghe vậy, tư tưởng của bà nội cũng thông suốt, bà biết, dù bà có qua đời, chiếc vòng này cũng sẽ để lại cho tôi. Thiếu của bà thì được nhưng thiếu của cháu gái thì bà không đồng ý. Thực ra tôi rất muốn nói. 20.000 không đủ. Bao nhiêu cũng không đủ. Những gì họ nợ bà. Làm sao chỉ có bấy nhiêu. Vì vậy, tôi lấy điện thoại ra gọi cho ba xin tiền. Ba tôi hỏi tôi xin tiền để làm gì. Tôi lập tức nói. Con cũng không muốn đâu. Nhưng công việc kinh doanh này cần đi công tác một thời gian. Con bận quá. Không có thời gian nấu ăn giặt rũ. Ba cho con chút tiền để con thuê một người giúp việc. Tôi rất hiểu tính ba tôi ông ấy không nỡ chi tiền nhưng cũng phải đối phó với tôi con đi đâu vậy hay là để bà nội đi với con bà nấu ăn cho con mà còn biết con thích ăn gì lại tiết kiệm được chút tiền vậy giờ con mới khởi nghiệp cũng không có tiền ba cho con chút tiền đi chợ thẳng thắn mà nói vì tôi là con gái nên ba cũng không đối xử tốt với tôi thậm chí ông còn nghĩ cho tôi tiền là lãng phí nhưng bây giờ ông cũng đã lớn tuổi rồi chỉ cần một câu của tôi là có thể khiến ông trùn bước ba à nếu ba cứ như vậy con còn nuôi sống bản thân không nổi làm sao mà lo được cho ba dưỡng già đây ông trông chờ tôi lo cho ông khi già nên lúc này cũng đành phải chiều theo tôi ông do dự một lúc còn tiết kiệm chút đi nhà này chỗ nào cũng cần tiền còn phải lo cho ông nội nữa tôi nghĩ một chút rồi nói ông nội mỗi tháng lương hưu còn cao hơn cả lương của ba tại sao tháng nào cũng kêu không có tiền ông nội không phải bị người bán thực phẩm chức năng lừa rồi chứ dạo này trên báo đăng nhiều lắm Năm trước đây, bà không biết việc ông nội có người khác bên ngoài. Cho đến khi bà nội qua đời, ông mới biết đến Trương Thúy Bình. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên là ông nhanh chóng chấp nhận sự việc này. Thậm chí ông còn khuyên tôi, ông nội con bao nhiêu tuổi rồi, còn sống được mấy năm nữa. Ông chỉ có nguyện vọng nhỏ như vậy, chúng ta làm con cái, đồng ý với ông là được rồi. Lúc đó tôi tức qua cãi lại, bà nội cuối cùng nằm liệt giường. Bà nói ba là đàn ông không tiện chăm sóc, nhưng bà thậm chí còn không muốn đút cơm cho bà, bà còn cùng ông nội nói gì mà sống cũng là gánh nặng. Chi bằng chết quách cho rồi, dù ba là ba của con, nhưng con vẫn muốn nói, ba là đồ cầm thú, ông nội cũng không phải là người, là tôi ở nhà chăm sóc bà nội, vì thế mà còn bị lỡ dở công việc kinh doanh. Lần đó ba tát tôi một cái rất mạnh, tức giận đến mức tôi cầm chiếc nhẫn vàng của bà nội rời khỏi nhà và không bao giờ quay lại. Có một lần nửa đêm trong giấc mơ, tôi mơ thấy bà nội vẫn là bà lão hiền từ ấy trong mơ bà cười khi khâu đế giày cho tôi tôi khuyên bà nghỉ ngơi bây giờ đế giày cũng không đắt đâu cần phải khâu tay nữa nhưng bà lại nói bà lớn tuổi thế này rồi còn có thể làm gì cho cháu đây bà chỉ có thể làm chút đồ nhỏ này nếu làm quần áo người trẻ các cháu sẽ không thích đâu cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo đây hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo chào mừng các bạn đã quay trở lại channel autoscript Mời các bạn theo dõi chương 3 của tác phẩm Tôi xúi bà nội ly hôn. Tôi cảm thấy khó chịu trong lòng. Bà nội, bà có thể không làm gì cả. Bà cũng nói rồi, bà lớn tuổi thế này rồi. Cháu cũng không phải là đứa trẻ cần người chăm sóc. Bây giờ bà nên hưởng phúc rồi. Bà không để ý đến tôi. Chỉ cúi đầu làm việc. Miệng còn lẩm bẩm, Đâu phải số hưởng phúc đâu. Trong mơ, có lẽ tôi đã khóc. Cái bà lão đáng ghét này. Lâu như vậy rồi lần đầu tiên xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Vẫn bận rộn làm việc khoảnh khắc tỉnh lại, tôi nghĩ, nếu có thể gặp lại bà một lần nữa thì tốt biết bao. Đó là bà nội của tôi mà, là người mà khi tôi lần đầu có kinh nguyệt, làm bẩn ga giường, lén giặt ga giường bị ba mắng đã bảo vệ tôi. Bà tức giận mắng, con làm bẩn thứ này trong nhà, là muốn nhà gặp xui xẻo hả, là bà nội chạy ra bảo vệ tôi. Trách mắng ba, dính bẩn là chuyện bình thường mà, giặt sạch là được, bà nó mắng con cái làm gì, phụ nữ ai mà chẳng thế, cái này sao lại bẩn được. Khi tỉnh dậy, tôi thực sự đã nhìn thấy bà nội lần này tôi không muốn bỏ lỡ bà nữa sáu trước đây vì bận công việc tôi không có cách nào chăm sóc bà nội chu đáo tôi cũng hỏi bà có muốn cùng tôi đi ra ngoài không nhưng lúc đó bà cứng rắn từ chối nói rằng ở nhà còn có ông nội và ba cần chăm sóc khuyên tôi chỉ cần làm việc tốt là được hồi nhỏ bà đặt việc học của tôi lên hàng đầu mỗi lần đều nói cháu không cần lo cho bà bà khỏe lắm cháu chỉ cần học giỏi là được rồi ngoài ra bà cũng chưa bao giờ tạo áp lực học tập cho tôi bây giờ tôi khóc lóc rằng không có ai chăm sóc cuối cùng bà cũng thương tôi mà nhượng bộ quyết định bỏ lại ông nội đi theo tôi tôi vác hành lý kéo bà nội đi dù tôi chỉ vừa tốt nghiệp đại học tôi cũng đã có sự nghiệp của riêng mình tôi đưa bà nội đến căn nhà trọ của tôi bên trong đã được tôi dọn dẹp gọn gàng bà vừa bước vào đã không thể ngồi yên muốn dọn dẹp vệ sinh tôi lập tức ngăn bà lại và nói thẳng kế hoạch của mình cháu đưa bà đến đây không phải muốn bà làm việc bà xem một mình cháu cũng có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân cháu biết dọn dẹp nhà cửa cháu cũng biết nấu ăn cháu muốn bà đến để được hưởng phúc cùng cháu gái mặc dù bà nội đồng ý với tôi nhưng tôi biết bà chỉ là để chiều lòng tôi ngày đầu tiên tôi ra ngoài làm việc chưa mang theo đồ ăn về định nấu cơm chưa trên bàn đã có sẵn thức ăn bà đã quen làm việc dù trước khi tôi ra ngoài đã dặn đi dặn lại là chưa con sẽ về nấu cơm bảo bà ở nhà nghỉ ngơi tôi không trách bà cũng vui vẻ ăn hết bữa trưa tôi chỉ nói với bà sau bữa ăn bà nội cháu rất thích ăn cơm bà nấu nhưng cháu gái lớn thế này rồi chưa có cơ hội cho bà thử tài nấu nướng của cháu cháu chắc chắn là thừa hưởng gen tốt của bà cháu nấu ăn ngon lắm bà có muốn thử không con cũng muốn được bà khen ngợi nếu không được bà khen cháu sẽ khó chịu đến không ngủ được đấy nghe vậy bà nội lập tức đồng ý tối sẽ chờ tôi về nấu cứ như vậy bà nội mới được ăn bữa cơm đầu tiên tôi nấu nếu tôi thực sự vẫn là 23 tuổi, tài nấu nướng của tôi có lẽ không được như thế này. Nhưng cơ thể tôi đã có kinh nghiệm nhiều năm, vì vậy khi tôi thực sự bày một bàn ăn ngon trước mặt bà nội, bà thực sự đã sững sờ. "Cháu yêu của bà, sao cháu giỏi thế này? Bà ơi, cháu còn biết làm nhiều thứ lắm. Cháu có tài năng và thật sự cháu rất thích nấu ăn. Vì vậy, cháu hy vọng bà có thể cho cháu cơ hội thể hiện tay nghề của mình." Tôi nhìn bà một cách nghiêm túc cháu nói với ba là cháu cần một người giúp việc ba mới cho bà ra ngoài để chăm sóc cháu nhưng bà ơi cháu hy vọng bà đến để cùng cháu tận hưởng cuộc sống cháu à cháu nói vậy nhưng bà đã đến rồi sao có thể để cháu vừa làm việc vừa chăm sóc bà già này chứ quéo còm các bác ghé nhà xuân nếu được các bác đọc xong cho xuân xin vài dòng còm review nhé ạ à, follow fanpage fb xuân dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà xuân nhé ạ à, chuyện chỉ đăng trên fanpage xuân dịch chuyện và web Monkey, vui lòng không riap sao lại không được, tôi chỉ ra ngoài cửa sổ, bà nhìn ra ngoài kia xem, ở tuổi này, bà nên ngồi bên vườn hoa nói chuyện với các bà cụ khác. Cháu biết bà không thể ngồi yên, cháu đã sắp xếp việc cho bà rồi, bà biết đấy, cháu ghét nhất là vứt rác, mỗi ngày bà đi dạo một lần, giúp cháu đổ rác rồi về thay túi rác là xong, dưới sự sắp xếp liên tục giảm bớt công việc của bà. Tôi và bà đã sống yên ổn bên nhau một tháng, nhưng một tháng sau, ông nội gọi điện thoại, Giang hướng này, bà nội con cũng đã ở với con lâu rồi ở nhà không có ai chăm sóc không có ai dọn dẹp nấu ăn con nên để bà nội về rồi lúc đó tôi vừa tan làm tôi nhìn thấy từ xa bà cụ cuối cùng cũng quen với việc ngồi dưới nhà tán gẫu vì vậy tôi nói vào điện thoại ông nội không phải ông có trương thúy bình chăm sóc sao bà ấy chắc biết dọn dẹp nhà cửa giặt đồ nấu ăn chứ cảm ơn bạn đã xem tới chào mừng các bạn đã quay trở lại channel auto script Mời các bạn theo dõi chương 4 của tác phẩm Tôi xúi bà nội ly hôn. Bảy ông nội mắng mỏ rồi cúp máy. Rất nhanh sau đó, điện thoại của ba gọi tới hỏi tôi đã làm gì mà khiến ông nội giận đến mức nằm liệt giường. Tôi chờ ông mắng xong 3 phút mới chen vào. Ba, chẳng phải ba luôn nói kiếm tiền vất vả. Tháng nào cũng không đủ tiêu sao. Ba có nghĩ đến không? Từ khi học đại học đến giờ, con luôn làm thêm. Đâu có xin ba nhiều tiền. Bà nội càng không thể tiêu tiền của ba. Ông nội mỗi tháng nhận lương hưu nhiều như vậy, sao vẫn cần ba chu cấp thêm? Đó là vì ông lấy tiền của ba đi cho người phụ nữ khác rồi. Đúng rồi, nghe nói người kia còn có con trai, cũng không chịu làm việc tử tế, mà ngày nào sống còn sung sướng hơn cả ba. Chỉ khi nào đau đớn tự mình trải qua, người ta mới cảm nhận được nỗi đau. Nghe vậy, ông lập tức cúp máy. Tôi biết ông sẽ đi tìm ông nội để nói chuyện, nhưng có nói chuyện cũng không giải quyết được gì nhiều. Tôi thở dài, đi về phía bà nội giơ túi đồ ăn mua được lên và gọi bà nội hôm nay con làm gà kho coca cho bà nhé các cô các bà bên cạnh đều khen tôi vừa xinh đẹp vừa hiếu thảo bà nội đứng một bên cười rất vui vẻ tôi vẫn vui vẻ nấu xong bữa cơm cho bà nội bà ăn xong còn tranh rửa bát rồi mới hỏi tôi cháu gái yêu cháu có chuyện gì trong lòng không cháu có chút không vui nghĩ đến việc lại để bà phải đối mặt với những chuyện đó lòng tôi không khỏi buồn bực bà nội dọn dẹp xong đồ đạc lau tay trên tạp dề rồi nói cháu chờ bà một chút, bà sẽ quay lại ngay. Bà ơi, muộn thế này bà đi đâu? Bà chỉ ra cổng khu thôi, bà đã ở đây lâu rồi, quen thuộc lắm, cháu đừng lo, tôi tất nhiên không yên tâm nên lén theo dõi bà suốt đường đi. Bà đi khá nhanh, cuối cùng lại đi đến một tiệm trà sữa. Cháu gái nhà tôi rất thích uống trà sữa, nhưng ở đây có nhiều loại quá, tôi không biết chọn loại nào. Quéo còm các bác ghé nhà xoan nếu được. Các bác đọc xong cho xoan xin vài dòng còm review nhé. À follow fanpage FB xoan dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà xoan nhé. À chuyện chỉ đăng trên fanpage xoan dịch chuyện và web. mang vui lòng không react. Tôi đứng ngoài nghe, khóc không thành tiếng. Có lẽ bà không biết làm sao để giúp tôi bớt buồn. Nên mới nghĩ đến việc mua cho tôi thứ gì đó ngon. Tôi lau khô nước mắt, đứng đợi bà ở cửa. Bà vừa bước ra thấy tôi. Cháu gái yêu, cháu còn không yên tâm về bà già này à? Đây, trà sữa này nhân viên nói gọi là trà sữa chân châu. Các cô gái đều thích, bà nội chưa bao giờ uống một ly trà sữa, nhưng lại muốn dùng nó để chữa lành nỗi buồn của tôi. Tám tôi đưa bà nội về quê, trên đường, tôi đã nói với bà, gặp chuyện gì đã có cháu rồi, và bà xem, bà ở với cháu một tháng, mọi thứ đều tốt, so với ở nhà thì tốt hơn nhiều. Mặc dù nói vậy, nhưng khuôn mặt của bà cụ vẫn luôn ảm đạm, bà nhíu mày, chắc chắn nghĩ rằng bà sẽ phải quay về nhà đó hoặc nghĩ rằng bà sẽ phải đối mặt với trương thúy bình người mà bà chưa từng gặp mặt hoặc cũng có thể nghĩ đến việc con trai và chồng mình cuối cùng sẽ chọn ai tôi nắm lấy bàn tay đã nhăn nheo của bà cháu sẽ luôn ở bên cạnh bà cháu muốn làm cháu ngoan của bà mãi mãi suốt đường về nhà bà nói rất ít ông nội nhìn cũng không giống người đã phạm lỗi chỉ ngồi trên ghế tựa ngoài sân hút thuốc bà già này cuối cùng bà cũng chịu về bà không thấy nhà cửa bừa bộn thế nào à lời lẽ đầy trách móc bà nội đã theo tôi học được cách đổi chỗ thế nào tôi không ở nhà ông không có tay sao tôi đứng bên cạnh nói đúng vậy ông nội không phải đã bỏ tiền thuê người chăm sóc rồi sao vậy còn gọi chúng cháu về làm gì khi nào tôi bỏ tiền thuê người chăm sóc ông nội lập tức đứng dậy khỏi ghế lấy đâu ra người mà nói lung tung thế bà nội cháu đã giúp cháu lâu thế rồi giờ phải về làm việc rồi sao lại không thuê người nhỉ tôi lấy điện thoại ra xem ảnh ông nội mỗi tháng đều chuyển tiền qua wechat cho một cô ở au sen nhiều tiền như vậy không phải là giúp việc sao ông nội biết tôi đang chơi khăm nhưng nhất thời ông cũng không dám vạch trần tôi trước mặt bà cháu nhìn nhầm rồi cháu còn có ảnh đây này tôi cười nói thôi được rồi đừng giấu nữa gọi cô giúp việc ra nấu cho chúng cháu bữa tối đi chúng cháu về đột ngột nên cũng đói rồi đói thì để bà nội cháu nấu cơm đã về rồi còn nói gì đến giúp việc hay không giúp việc lần này tôi đập bàn cao giọng nói cháu đã nói rồi bây giờ hãy gọi cô giúp việc đến nhà cháu nấu cơm nếu không hôm nay cháu sẽ đến trường học hỏi rõ xem rốt cuộc là chuyện gì tại sao nhận tiền mà không làm việc nghe nói chồng bà ấy làm việc ở nhà máy vũ cương đúng không hay là con đến đó hỏi thăm thử mọi người cũng biết cháu mà cháu mặt dày nói được làm được cảm ơn bạn đã xem tới đây hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo lý luận rõ ràng xem số tiền này nên tính thế nào lương hưu của ông cao thế Tại sao không lấy lại được một xu nào? Lần đầu tiên bà nội tỏ ra cứng rắn như vậy, làm tôi thấy phấn chấn vô cùng. Cảm ơn bạn đã xem tới đây. Hẹn gặp lại ở những chương tiếp theo. Chào mừng các bạn đã quay trở lại channel Auto Script. Mời các bạn theo dõi chương 5 của tác phẩm Tôi xúi bà nội ly hôn. Chín ông nội lập tức sững sờ, ông không ngờ rằng giờ đây tôi đã nắm rõ mọi thứ về Bạch Nguyệt Quang của ông. Lúc này Trương Thúy Bình vẫn chưa ly hôn và vẫn là một giáo viên tiểu học danh tiếng. Bà ấy là người rất coi trọng danh dự. Nghe tôi nói vậy, ông nội bắt đầu bối rối. Cháu biết gì chứ? Ông nội, cháu biết ông mỗi tháng đều đưa tiền cho bà ấy. Vậy đi, hôm nay ông hãy gọi bà ấy đến đây, nếu không cháu sẽ tự đi gọi. Bà tôi lúc này vẫn đang làm ra vẻ người lớn trong nhà. Con nít thì đừng có bày trò, lúc này không phải chỗ để con nói, không phải chỗ để con nói. Vậy có phải chỗ cho ba không? Tôi quay sang hỏi ba. Ông nội đã đưa hết tiền cho con trai người khác rồi bà mỗi tháng có đủ tiền tiêu không con trai người ta chẳng cần làm việc gì mà ngày ngày ăn ngon mặc đẹp nghe đến đây bà cũng không phản đối nữa dù sao tiền đáng lẽ vào túi mình lại vào túi người khác ông tất nhiên không vui đây là lần đầu tiên tôi gặp trương thúy bình trong đời này bà ấy vẫn như kiếp trước lưng thẳng táp có lẽ vì là giáo viên và không phải làm việc nặng nhọc cả khí chất của bà ấy trông cũng tốt hơn nhiều so với bà nội tôi bà nội vì làm lụng cả đời mà lưng còng xuống lại vì nắng mưa mà nhìn càng già nua hơn. Cháu chào bà Trương, bà đến nhà cháu làm việc à? Câu hỏi của tôi dĩ nhiên không khách sáo chút nào. Ông nội cầm cây gậy không dùng lâu ngày cạnh đó định đánh tôi. Đánh đi, ông đánh cháu thì cháu càng có chuyện để kể. Biết cháu làm gì không? Tôi trừng mắt nhìn ông nội. Truyền thông biết không? Cháu là loại người quay video rồi đăng lên mạng đấy. Cháu bây giờ cũng có nhiều fan lắm. Hôm nay ông đánh cháu. Ngày mai cả thế giới sẽ biết chuyện dối ghen của nhà mình. Thật ra, mặc dù việc kinh doanh của tôi cũng có liên quan đến mạng nhưng những lời này rõ ràng là tôi nói dối không chớp mắt người già không hiểu mấy chuyện này bị tôi dọa cho sợ cô bé cháu đừng nghe lời ông cháu trương thúy bình trông có vẻ hiền lành tôi và ông cháu là bạn học cũ chúng tôi chỉ là tình bạn thôi không có mấy chuyện cháu nghĩ đâu nhưng ông cháu nói bà muốn làm bà nội mới của cháu tôi không chút nể nang nếu bà không muốn bà cũng là giáo viên bà biết luật xin bà hãy trả lại số tiền mà ông cháu đã cho mượn bao lâu nay đi. Trương Thúy Bình không kìm được nữa. Tôi không có ý định làm bà nội của cháu. Cháu đừng nói bậy. Ông nghe thấy không ông nội. người ta không muốn ở với ông. Tôi cũng tiếp lời. Ông đưa bảy tám vạn cho bà ấy để mua rượu cho con trai. Bà Trương chẳng hề nói sẽ lấy ông. đây gọi là gì? gọi là phí công. Bà nội ban đầu căng thẳng, nhưng thấy mình chẳng dính dáng gì, bên này đã gần như cãi nhau to. Ông nội không thể chấp nhận việc Bạch Nguyệt Quang từ chối mình. Cứ đừng đó lý luận, Bạch Nguyệt Quang không dám công khai thừa nhận tình cảm của mình. Chỉ nói là tình bạn học, cũng không thể giải thích rõ ràng về số tiền. Bà tôi nghe ông nội đã đưa cả mấy vạn tiền cho người khác. Cũng bắt đầu làm âm lên. Dù vậy, chẳng ai để ý đến cảm xúc của bà nội. Tôi kéo bà ra khỏi đám người ồn ào đó và nói. Bà ơi, bà nhìn những người này đi. Cháu hỏi lại bà một lần nữa. Bà có muốn ly hôn không? 10 ly hôn ở tuổi này với thế hệ của ông bà vốn không phải là chuyện đáng tự hào nhưng sau khi tôi kéo bà đi lấy giấy chứng nhận ly hôn tôi đã thông báo rộng rãi tôi như một bà già một mình tắm rễ trong đám người già để kể lể nhanh chóng truyền tin ra ngoài bất cứ ai hỏi tôi tôi đều nói có người muốn làm bà nội mới của cháu nhưng cháu không thích cháu chuẩn bị đưa bà nội đi tôi không chỉ đích danh vẫn giữ chút thể diện cho mọi người sau vụ dùng beng này trương thúy bình cuối cùng cũng trả lại mấy vạn đồng tôi lập tức lấy lại số tiền đó ông nội tức giận chừng mắt nói tiền là của ông muốn cho ai là quyền của ông tôi giải thích luật pháp với ông số tiền ông cho đi cũng là tiền của bà nội bây giờ chỉ là hoàn trả về chủ cũ cãi nhau một lúc lâu cuối cùng là bà nội hét lên mới giải quyết được cuộc tranh cãi này giang trường quảng ông còn là con người không tôi đã ở với ông cả đời ăn uống sinh hoạt đều dùng tiền của tôi còn ông thì sao Ông đi tìm mối tình đầu cũng được, ông đem tiền cho người khác, ông không có con trai hay cháu nội à? Ông có trái tim không? Số tiền này hôm nay tôi phải lấy lại, ông cho cũng phải cho, không cho cũng phải cho. Hôm nay bà già này không cần mặt mũi nữa. Ông không cho tôi thì tôi đi khắp làng nói ra, dù gì cũng ly hôn rồi, xem ai mất mặt hơn. Quéo còn các bác ghé nhà xoan nếu được các bác đọc xong cho xuân xin vài dòng com review nhé à follow fanpage fb xuân dịch chuyện để nhận thông tin lên chuyện nhà xuân nhé à chuyện chỉ đăng trên fanpage xuân dịch chuyện vào web manky vui lòng